Xin chào các bạn. Đến bây giờ mình sẽ giới thiệu cái chuyên mục ở trong phần phần kênh của tôi, đó là Sales Studio. Vào chúng ta vào kênh này. Đây là kênh. Cái trình duyệt này để chúng ta có thể bật kiếm tiền ở trên trên chiếc điện thoại. Thì chúng ta vào kiếm tiền này. Đấy, chúng ta bật nó lên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ không có tính năng bật kiếm tiền ở đấy, thì chúng ta sẽ có tính năng ở ngoài bảng kênh này, xuống mô tả nó là kiếm tiền, chúng ta ấn kích vào kiếm tiền. Thường thường là có cái mục bật, để đã bật hoặc chưa bật thì nó sẽ ghi ở chỗ này để chúng ta bật hoặc tìm hiểu thêm. Đấy, tìm hiểu thêm thì chúng ta vào đây. Tính năng bật kiếm tiền ở trên điện thoại thì khi kênh của mình được 10.000 lượt xem, 10.000 lượt xem nhá, 10.000 view thì nó sẽ có tính năng bật kiếm tiền cho chúng ta. Đây là điều kiện bật kiếm tiền. Khi bật kiếm tiền chúng ta có cái mục là cài đặt AdSense này. Chúng ta vào lại. Mình thao tác ở trên điện thoại nó nhỏ quá nên mình kích nhập. Đây chúng ta vào trình duyệt video. Chúng ta vào kênh. Trong mục kênh có mục kiếm tiền, mục mặc định tải video lên và nội dung nổi bật, xây dựng thương hiệu và lân cao. Thì chúng ta tìm đầu tiên là cái bật kiếm tiền trước. Thì khi bật kiếm tiền thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản Google AdSense. Thì chúng ta cứ kích vào đây. Khi kích vào thì nó chuyển cho chúng ta đến một trang Google AdSense. Thì đây là cái kênh của chúng ta đã tạo Google AdSense rồi. Thì chúng ta chỉ còn kích vào thôi. Bắt đầu. Khi Google AdSense này chúng ta cũng dễ làm thôi, thì nó chỉ kích lách đi tới mục này, chuyên mục này là chúng ta kích vào được. Đây thì báo cáo khi vào đây nó có mục menu thanh toán, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn mục thanh toán luôn của Google AdSense này. Thì chúng ta tạo giao dịch này và ông khoản thanh toán, thì khi vào trong này thì chúng ta sẽ viết các cái thông tin của chúng ta. Phần mặc định video tải lên thì ở đây thì chúng ta có thể chọn chế độ riêng tư này. Như là vào chế độ riêng tư nhá, chọn chuyên mục âm nhạc hoặc là cái gì đấy các bạn làm vlog thì cho các bạn vào vlog này, mọi người này. Chính trị này, trò chơi này, thư giãn này, giải trí này, hay kinh này. Đấy, ta chọn giải trí đi, xong thì xong chỗ này chọn giấy phép chuẩn hoặc là video chúng ta cho phép. Đấy. Tiêu đề thì chúng ta thích cái tiêu đề gì chúng ta viết kèm theo hoặc kênh chẳng hạn. Đấy, chúng ta viết thắng ghim chẳng hạn. Đấy, thắng ghim thì khi ra ngoài kia chúng ta up video lên nó chỉ ghi thắng ghim luôn, thì chúng ta đỡ phải chỉnh sửa mô tả này. Mô tả thì chúng ta ghi kêu gọi cảm ơn các bạn vào cái mục này. Đấy, viết trước đi, khi đăng video chúng ta đỡ phải viết theo thẻ tag này, tên kênh này, chúng ta cũng làm luôn SEO trước này, tên kênh trước chúng ta ghim vào đây. Đấy, được. Phần video, phần kiếm tiền quảng cáo. Đây là mục tải lên. Các bạn xem ở đây, các đây nó cũng có khả năng giới thiệu của chúng ta. Khi chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta nhớ là anh Google là bậc thầy của các câu hỏi. Chúng ta nhớ vào anh Google và có tìm kiếm Google ra nhé. Các bạn thấy hay nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.